Thời tiết hôm nay 19 tháng 8, hai miền Bắc, Nam, ngày nắng, chiều tối có mưa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay 19 tháng 8, cả nước ngày nắng, từ chiều. Tại Bắc Bộ và Nam Bộ, mưa to sẽ quay trở lại, mưa sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Cụ thể, Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ chiều tối nay đến ngày 20 tháng 8, có mưa rào và dông cục bộ, có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng, từ chiều nay đến hết ngày mai, có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Mưa dông tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 22 tháng 8, còn trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nguyên nhân gây ra đợt mưa này tại miền Bắc là do dãy áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh lại, còn tại miền Nam do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19 tháng 8, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, cục bộ mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất là 32-35 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, cục bộ mưa to, nhiệt độ thấp nhất là 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ, cao nhất là 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, cục bộ mưa to, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất là 32-34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, cục bộ mưa to, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào. Tây Nguyên có mưa rào và dông, chiều tối mưa to. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, chiều tối mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất là 30-33 độ.